Vì sao Trung Quốc chỉ gây hấn nhưng không dám động binh, chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam? Kể từ đầu tháng 5 đến nay, Trung Quốc đã tiếp tục cử nhiều lượt tàu xâm phạm vào vùng biển bãi Tư Chính, lấy lý do tuần tra, khảo sát để ngăn cản các hoạt động hạ đặt giàn khoan dầu khí mới của Việt Nam. Vụ việc này đã thổi bùng lên những căng thẳng trên biển giữa hai quốc gia. Mọi chuyện chỉ tạm lắng ít ngày trong thời gian tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam và Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao Trung Quốc lại thèm khát bãi Tư Chính của Việt Nam đến thế? Bãi Tư Chính là vùng biển rất giàu tài nguyên, đặc biệt là dầu khí với trữ lượng có thể lên đến hơn 5 tỷ tấn và hàng nghìn mét khối khí. Trung Quốc muốn giải cơn khát năng lượng ngày càng tăng với cấp số nhân và đảm bảo về mặt an ninh năng lượng để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế rất mạnh, với tham vọng vươn lên siêu cường và cảnh sát trưởng thế giới. Các chuyên gia và nhà cầm quyền Trung Quốc từ lâu đã dự báo về sự khát năng lượng của nước này. Hiện nay, Trung Quốc đang nhập khẩu tới gần 60% dầu mỏ. Đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 66,6% và đến năm 2040 sẽ là 75%. Hơn thế nữa, khoảng hơn 7 năm nay, xung đột tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi mà gần đây nhất là những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nơi lượng dầu mỏ của Trung Quốc chủ yếu được nhập về qua eo biển Hormuz, khiến Trung Quốc cảm thấy bất an. Nếu căng thẳng leo thang, Iran hoàn toàn có thể tính đến phương án phong tỏa eo biển này. Điều này khiến Trung Quốc gặp muôn vàn khó khăn khi chính các chuyên gia của nước này ước tính tổng dự trữ dầu mỏ của Trung Quốc không vượt quá 10 đến 15 ngày. Hành vi của Trung Quốc ở bãi Tư Chính chính là cách để nước này thử phản ứng của Việt Nam, như đã từng xảy ra khi nước này kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam hồi năm 2014. Trung Quốc cũng muốn thông qua hành động này để nắn gần Mỹ trong bối cảnh hai bên vẫn đang có tranh chấp về thương mại. Ngày 8 tháng 5 năm 1992, một công ty nhỏ của Mỹ là Crestone Energy Corporation được Trung Quốc cấp quyền thăm dò dầu khí trên một diện tích 25.155 km2 biển mà Trung Quốc gọi là Vạn An Bắc, cạnh khu vực bãi ngầm Tư Chính. Đồng thời, Trung Quốc cũng ký hợp đồng giao 5.076 km2 biển tại bãi Tư Chính cho doanh nghiệp này. Lãnh đạo Crestone tuyên bố Hải quân Trung Quốc bảo vệ hoạt động của họ. Việt Nam một mặt phản ứng mạnh động thái trên, một mặt cấp quyền một lô dầu khí cạnh đó cho hãng Mobil cũng của Mỹ. Mặt khác, lôi kéo sự quan tâm của phía Nga. Đã có một vài vụ đụng độ ngắn ngủi của Hải quân khi tàu của Crestone và Mobil tới vùng biển trên. Đến năm 1994, Crestone lại có kế hoạch thăm dò lô Vạn An Bắc 21 theo cách gọi của Trung Quốc. Nhưng đứng trước đe dọa can thiệp vũ lực của Việt Nam, công ty lại phải gác ý định. Cũng trong năm này, Việt Nam thuê công ty Vietso Petro tìm cách khoan một giếng dầu trong khu vực, nhưng khi đó bị Trung Quốc bao vây giàn khoan nhằm ngăn chặn tiếp tế. Hai năm sau, vào năm 1996, Việt Nam thuyết phục được hãng Conoco của Mỹ thăm dò dầu khí tại hai lô 133 và 134, bao trùm diện tích 14.000 km2 tại vùng biển hầu như trùng khớp với vùng biển mà Trung Quốc giao cho Crestone năm 1992. Trung Quốc xem hành động của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị, đồng thời cảnh cáo trực tiếp công ty Conoco. Việt Nam khi này cho rằng không cần phải thảo luận với Trung Quốc về hợp đồng dầu khí, bởi lẽ vùng khai thác thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Cuối tháng 7 năm 2017, báo chí loan tin lấy từ một doanh nghiệp dầu khí Đông Nam Á và nguồn ngoại giao của Việt Nam cho rằng phía Việt Nam bị Trung Quốc gây áp lực phải hủy bỏ hoạt động thăm dò mỏ khí lớn tại lô 13603 Vạn An Bắc 21 do công ty Talisman Việt Nam, công ty mẹ là Repsol Tây Ban Nha, mới bắt đầu cách đó một tháng. Đối tác này được cho là bị yêu cầu rời khỏi khu vực, mặc dù họ đã đầu tư khoảng 300 triệu đô la Mỹ cho thương vụ này. Trung Quốc đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam không tuân thủ luật lệ Trung Quốc. Ngày 18 tháng 6 năm 2019, tàu cảnh sát biển được trang bị vũ khí hạng nặng ký hiệu 35111 của Trung Quốc đang neo đậu cách bãi Tư Chính 40 dặm về phía Tây đã thực hiện các hành vi khiêu khích xung quanh giàn khoan Hakuryu 5 thuê của Nhật Bản, hoạt động từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 ở lô 0601 thuộc dự án Nam Côn Sơn, liên doanh của Việt Nam với Nga. Từ mùng 3 tháng 7 năm 2019, tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8
thuộc quyền quản lý và sử dụng của chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần với khu vực bãi Tư Chính. Đi theo bảo vệ tàu này còn có 3 tàu hải giám của Trung Quốc được vệ tinh phát hiện, đặc biệt là tàu hải giám trên 10.000 tấn, ký hiệu 3901 và tàu dân quân biển Kyong Sansa-ju 0014. Trong lúc đó, cũng có sự xuất hiện của các tàu cảnh sát biển mang cờ Việt Nam ở khu vực này, thực hiện các hoạt động cần thiết để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình. Theo báo cáo, tại Biển Đông, hải cảnh Trung Quốc tuần tra nhiều nhất gần 5 thực thể trên với tần suất tăng so với năm 2020, từ 287 lên 344 ngày tại Scarborough, Hoàng Nham, từ 279 lên 316 ngày tại Luconia, từ 142 lên 310 ngày tại Tư Chính, hơn 100%, từ 232 lên 279 ngày tại Cỏ Mây. Theo các chuyên gia, mục tiêu của Trung Quốc trong việc tuần tra tại những khu vực này để thiết lập cái gọi là quyền lịch sử đối với tuyên bố đường chín đoạn. Năm 2023, sau khi Việt Nam hạ đặt thành công một giàn khoan tại bãi Tư Chính, Trung Quốc liên tục đưa tàu khảo sát được hộ tống bởi các tàu hải cảnh và tàu dân binh đến ngăn cản, gây ra cuộc đối đầu căng thẳng lần thứ tư tại vùng biển này. Lần đối đầu này, phía Việt Nam đã không khoan nhượng, một mặt chỉ đích danh Trung Quốc xâm phạm vùng EEZ và thềm lục địa của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát khỏi vùng biển Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam đã điều hàng chục tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển đến ngăn chặn quyết liệt, khiến Trung Quốc nhiều lần phải rút lui. Để bổ sung lực lượng, từ ngày 8 tháng 6, tàu hải cảnh Trung Quốc CCG-5901 hiện diện tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam EEZ ở phía tây bãi Tư Chính. Điều khiến sự kiện này đáng chú ý đó là CCG-5901 là một trong những tàu hải cảnh lớn nhất thế giới với chiều dài 165m và nặng 12.000 tấn của Trung Quốc. Con tàu này vượt trội hơn hẳn so với những tàu kiểm ngư dài trên 56m của Việt Nam được cắt cử để theo sát các hoạt động của tàu Trung Quốc. Trung Quốc không thể động binh. Tuy bãi Tư Chính giàu tài nguyên và có vị trí đặc biệt quan trọng như vậy, nhưng cho đến nay, Trung Quốc chỉ đem tàu khảo sát giường bình và hải cảnh để quấy nhiễu, ngăn cản Việt Nam khai thác dầu khí mà không dám động binh, mặc dù sức mạnh hải quân của họ vượt trội hơn rất nhiều lần. Tại sao lại như vậy? Tuy bãi Tư Chính đem lại những nguồn lợi khổng lồ, nhưng nếu xảy ra chiến tranh với Việt Nam, Trung Quốc cũng sẽ chịu những tổn thất kinh tế to lớn, không thể đong đếm được. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2022 đạt 228 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu từ phía Trung Quốc, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc và lớn thứ nhất trong ASEAN. Rất nhiều nguyên vật liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp tại Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc. Do đó, nếu chiến tranh nổ ra, quan hệ thương mại giữa hai bên sẽ bị đình chỉ. Khi ấy sẽ có hàng chục triệu người lao động Trung Quốc mất việc, gây ra những hậu quả khó lường về kinh tế xã hội của nước này. Ở góc độ quân sự, bãi Tư Chính hoàn toàn nằm trong tầm bắn của các tên lửa bờ và các tàu tên lửa ven bờ của Việt Nam, trong khi cách rất xa lục địa Trung Quốc và đặc biệt là hệ thống tên lửa siêu thanh BRA mà Việt Nam dự định sẽ nhập từ 5 đến 7 tổ hợp từ Ấn Độ. Việt Nam hoàn toàn có thể khống chế được vùng biển này. BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh do tập đoàn liên doanh hàng không BrahMos giữa tổ hợp DRDO của Trung Quốc và NPO của Masinos Choinjenia, NPOM của Nga nghiên cứu, phát triển. Là tên lửa siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình, BrahMos có thể phóng từ tàu nổi, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất. BrahMos được tuyên bố là có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước với độ cao thấp hơn 10m. Tên lửa di chuyển với tốc độ từ 2 Mach đến 3 Mach, tương đương 3.675 km một giờ. Với vận tốc nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh, BrahMos có thể dễ dàng đâm xuyên qua các mục tiêu. BrahMos có thể tích hợp trên nhiều nền tảng khác nhau, từ tàu chiến đến tàu ngầm, máy bay chiến đấu, thậm chí là bệ phóng trên đất liền. Khả năng mang theo các đầu đạn nặng 200-300 kg với tầm bắn 290 km. Với bản nâng cấp tầm bắn mở rộng, BrahMos có thể diệt mục tiêu ở khoảng cách 400 km. Với tốc độ này, tầm bay thấp và tọa độ di chuyển liên tục thay đổi, BrahMos được cho là rất khó đánh chặn. Vì thế, có thể nói dù chiếm được bãi Tư Chính, Trung Quốc cũng sẽ không thể giữ được ở mặt trận ngoại giao. Việc chiếm bãi Tư Chính sẽ khiến Trung Quốc chịu rất nhiều áp lực quốc tế. Mỹ và phương Tây cũng có lý do để áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt, khác với Nga là một nền kinh tế tương đối khép kín
thì kinh tế Trung Quốc là một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu. Nếu bị trừng phạt sẽ nhanh chóng bị sụp đổ và trở nên hỗn loạn. Việc chiếm bãi tư chính cũng có thể khiến các nước có tranh chấp với Trung Quốc trở nên cảnh giác hơn, đặc biệt là Đài Loan. Thống nhất Đài Loan luôn là ưu tiên số một của Trung Quốc và đây cũng là nơi Trung Quốc cần phải ưu tiên đánh chiếm. Vì vậy, nếu Bắc Kinh xa lầy vào một cuộc chiến tranh ở nơi khác, thì dịp này Đài Loan có thể tuyên bố độc lập. Nếu Trung Quốc không phản ứng đủ mạnh thì sẽ mất hòn đảo này vĩnh viễn. Chỉ một bãi đá ngầm không thể so với việc để mất Đài Loan. Đúng là cái được chẳng bỏ cho cái mất. Cuối cùng bãi tư chính là lợi ích cốt lõi của Việt Nam. Việc dùng vũ lực chiếm bãi tư chính chắc chắn sẽ khiến Việt Nam ngã về phía Mỹ. Mỹ hiện đã sử dụng chính căn cứ hải quân của Philippines chạy dọc theo Biển Đông để tiếp tục được sử dụng các căn cứ hải quân của Việt Nam. Đặc biệt là căn cứ Vịnh Cam Ranh tốt bậc nhất thế giới, thì các đảo Trung Quốc đã quân sự hóa trên Biển Đông chỉ được như lâu đài trên cát. Thưa quý vị, từ vị trí địa lý để xem xét trên khía cạnh pháp lý, đặc biệt là chiều theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, Bản Hiến pháp về Đại dương và phán quyết Tòa trọng tài quốc tế ngày 12 tháng 7 năm 2016 được thành lập theo UNCLOS 1982. Bãi tư chính hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bãi tư chính mà Trung Quốc gọi là bãi Vạn An Bắc nằm cách bờ biển Vũng Tàu 160 hải lý và cách bờ biển đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 600 hải lý. Trong khi đó, theo UNCLOS, một quốc gia ngoài vùng nội thủy và lãnh hải thì từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, quốc gia ven bờ được quyền có vùng đặc quyền kinh tế tối đa 200 hải lý và có vùng thềm lục địa tối thiểu là 200 hải lý và tối đa là không quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc cách đường đằng sau 2.500 mét nước một khoảng cách là 100 hải lý. Như vậy, vùng thềm lục địa của Trung Quốc không thể kéo dài đến bãi tư chính. Không thể nói bãi tư chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của Trung Quốc. Trong khi đó, cũng chiều theo UNCLOS, bãi tư chính nằm trong phạm vi 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Phán quyết Tòa trọng tài quốc tế ngày 12 tháng 7 năm 2016 cũng đã bác bỏ yêu sách phi lý đường lưỡi bò của Trung Quốc, đồng thời nêu rõ các thực thể ở ngoài khơi Biển Đông, bao gồm một số thực thể ở Trường Sa, chỉ có thể có lãnh hải 12 hải lý. Không một thực thể nào có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, theo khoản 3 điều 121 UNCLOS. Từ lâu, Việt Nam cũng đã thực hiện quyền chủ quyền đối với bãi tư chính. Ngay từ năm 1971, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cho tiến hành phân lô đấu thầu, thăm dò khai thác. Năm 1988, chính phủ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã phân lô và mời các nhà thầu nước ngoài đến thăm dò, khai thác dầu khí tại đây. Đến năm 1994, Việt Nam cũng đã ký hợp đồng với một công ty năng lượng lớn của Mỹ là ExxonMobil để khai thác lô dầu khí ở bãi Thanh Long cũng nằm trong phạm vi bãi tư chính. Từ năm 1989 cho đến nay, chính phủ Việt Nam đã thiết lập cụm kinh tế, khoa học và dịch vụ có các trạm, nhà chòi, giàn khoan và đèn biển để tạo thuận tiện và hỗ trợ cho giao thông hàng hải, đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí. Như vậy, có thể thấy Việt Nam đã thực hiện quyền chủ quyền đối với bãi tư chính, hoàn toàn phù hợp với pháp luật cũng như theo đúng UNCLOS. Trong khi đó, trong những ngày qua, các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã có những hành vi đe dọa sử dụng vũ lực đối với các tàu của Việt Nam ở bãi tư chính. Các cơ quan chức năng Việt Nam đã sử dụng mọi biện pháp để yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động của mình. Trên thực địa, các lực lượng chấp pháp Việt Nam cũng đã dùng các phương tiện, thiết bị, kể cả loa phát bằng tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh để tuyên bố hành động của Trung Quốc là vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, nhưng vẫn bị phía Trung Quốc trắng trợn phớt lờ. Hành vi của Trung Quốc là đi ngược lại hoàn toàn phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Trung Quốc từng thực hiện chính sách 3-0, không thừa nhận thẩm quyền, không tham gia tố tụng và không chấp nhận phán quyết nhằm vô hiệu hóa trên thực địa phán quyết Tòa trọng tài quốc tế ngày 12 tháng 7 năm 2016 được thành lập theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Điều này cho thấy Trung Quốc sẵn sàng dẫm đạp lên các nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế và cho thấy sự ngang ngược và nguy hiểm của những âm mưu và các hành vi này.
để đối phó với những hành động sai trái của Trung Quốc. Việt Nam cần ưu tiên giải quyết tranh chấp trên Biển Đông dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, dựa trên các cơ sở pháp lý bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc, UNCLOS, thỏa thuận giữa ASEAN với Trung Quốc và nhận thức chung của lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Các biện pháp pháp lý là giải pháp căn cơ, bền vững và lâu dài, văn minh, phù hợp với sự thật khách quan, phù hợp với xu thế chung của nhân loại và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là giải pháp ưu việt nhất, tối ưu nhất, là bảo kiếm, là nỏ thần của Việt Nam thời hiện đại. Việc chậm trễ sử dụng các biện pháp pháp lý có thể khiến chúng ta phải trả giá nặng nề hơn. Văn hóa đặt tên đường phố. Thưa quý vị, ở nước ta như Thành Thăng Long, Hà Nội, 36 phố phường xưa chỉ là lấy tên nghề, tên các mặt hàng buôn bán đặt cho đường phố. Phố Hàng Đào, Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Thiếc, Hàng Gai. Các khu phố kinh doanh buôn bán ngày nay vẫn có thể lấy tên nghề, tên hàng hóa theo cách đặt tên của thời cha ông. Làm vậy sẽ tạo thuận lợi cho việc mua và bán hàng hóa, đặc biệt với khách du lịch từ xa tới. Và hiển nhiên, nó đem lại nét đẹp riêng về bản sắc văn hóa tên đường phố. Tất nhiên, đường phố mà gặp quá nhiều tên nghề, tên hàng hóa hay tên bằng chữ số 1, 2, 3, tiện ích có thể cao, song về ý nghĩa tinh thần, tình cảm sẽ là sự mất mát đáng tiếc. Bởi vậy, lấy tên các danh nhân vẫn giàu ý nghĩa nhất. Việc lấy các danh nhân đặt tên cho đường phố, trường học, công viên, khu vui chơi, nhà hát, cây cầu, hồ nước không nên làm vội vã, ngẫu hứng, làm đại cho xong. Các cơ quan chính quyền tỉnh, thành khi thành lập hội đồng đặt tên phố cần có sự tham gia của các nhà văn hóa, sử học và tham vấn ý kiến nhân dân nơi sở tại. Đây phải được xem là việc mang ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, trọng hiền tài của truyền thống dân tộc. Mỗi người khi đặt chân lên đường phố, dù là người trong nước hay khách du lịch nước ngoài, ai cũng cần biết mình đang đi trên phố nào và đi đến đâu. Nếu như việc đi và đến ấy còn đem cho con người một nhận biết văn hóa lịch sử thì quý biết bao. Để dễ dàng hơn cho nhận biết tên tuổi danh nhân, điều kiện cụ thể cho phép thì tính con đường mang tên danh nhân đó sẽ đi qua những khu phố mà ở đó đã hay sẽ có những công trình xây dựng nào. Ví như trên đường có các công sở, chính quyền thì lấy tên các danh nhân về chính trị, các anh hùng lập quốc như Hùng Vương, Đinh Bộ Lĩnh, Quang Trung, Nguyễn Huệ. Khu vực có trường học, các điểm vui chơi sinh hoạt văn hóa lấy tên các danh nhân như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương. Đường có các cơ quan quân đội, công an thì lấy tên tuổi các danh tướng như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Trương Công Định. Còn như đường đi qua các khu chung cư, làng nghề, nên chăng nên gợi lại hồn cội nguồn cổ sử Tiên Rồng, lấy tên đường là Âu Lạc, Lạc Việt, Lạc Hồng, Hồng Bàng, Lạc Hầu, Lạc Tướng, Lạc Dân, Lạc Điền. Thêm nữa, tên các trước tác, tên nhân vật mang tính huyền thoại bao đời được ngưỡng vọng, thờ phụng trong tâm thức nhân dân như các danh tính, danh tác đã trở thành bất hủ và thơ mộng của nền văn hóa, nghệ thuật đất nước. Thời Trung Cổ đại có, Đại Việt Sử Ký, Hoàng Lê Nhất Thống, Trình Phụ Ngâm, Truyện Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, Vân Đài Loại Ngữ, Lục Vân Tiên, Nhị Độ Mai, Lưu Bình Dương Lễ, Quan Âm Thị Kính. Thời nay có, Số Đỏ, Chí Phèo, Thiên Thai, Suối Mơ, Tiến Quân Ca, Nối Vòng Tay Lớn, Một Cõi Đi Về, Đêm Đông, Tình Ca, Giọt Mưa Thu, Con Thuyền Không Bến. Tên các nhân vật huyền sử đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong lòng dân tộc, có Tản Viên Sơn, Thánh Gióng, Tre Đằng Ngà, Mị Nương, Trương Chi, Tiên Dung, Chử Đồng Tử, Mai An Tiêm. Đặt tên như vậy không chỉ có ý nghĩa chính xác về mặt danh tính mà còn gợi nhắc tình cảm lịch sử. Những quận mới, khu phố mới mở rất thuận lợi cho việc quy hoạch công trình công cộng, nhà dân rất thuận lợi cho việc đặt tên đường phố mới. Xin hãy hình dung ở một thành phố khi ta đọc tên các con đường, khu phố mà gặp cả một hệ thống những danh thơm tình cổ sử dân tộc như vậy, thì hiệu quả văn hóa sử đặc sắc ấy sẽ lưu lại trong lòng ta tình yêu mến biết bao. Lại còn trường hợp, lịch sử tên tuổi công trạng thì lớn, nhưng tiểu sử cá nhân lại vướng mắc về quan niệm đạo lý, như trường hợp Thái sư Trần Thủ Độ, Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung, các vị vua quan nhà Nguyễn. Trước các tên tuổi danh nhân này, nếu còn e dè khi sử dụng tên họ riêng, sẽ là thích hợp khi sử dụng tên danh vị, tước hiệu do triều đại phong tặng người có công với nước. Chẳng hạn, sử dụng danh xưng tước vị Trần Thái Sư, Linh Từ Quốc Mẫu, ngoài thành phố Thái Bình,
tới nay 2023 chưa thấy thành phố nào trên toàn quốc đặt tên đường cho hai danh nhân Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung. Làm vậy không những đạt sự công bằng mà tấm tình dân tộc thêm bội phần người sáng. Cũng trong việc này, đường phố ở mỗi thành phố, thị xã, các miền quê thì ngoài những tên tuổi các danh nhân tầm vóc dân tộc cũng nên chú trọng nhiều hơn đến các tên tuổi danh nhân trong phạm vi địa phương mình. Tránh tình trạng tên tuổi danh nhân người tỉnh A được mang tên đường ở tỉnh B, trong khi ở chính tỉnh A quê hương thì lại lãng quên danh tính ấy. Trên mỗi con đường mang tên các danh nhân nên đặt tấm bia được thiết kế có giá trị nghệ thuật, vị trí đặt hợp cảnh quan kiến trúc và trên bia ghi tóm tắt tiểu sử, công trạng danh nhân bằng chữ quốc ngữ và chữ phổ biến trên thế giới như tiếng Anh, Nhật, Trung, Pháp. Làm vậy là ta đã làm việc nhắc vở lịch sử hữu hiệu cho các lớp học sinh và khách du lịch, biết được rõ về tên tuổi sự nghiệp của danh nhân trên con đường mà mình đang đặt chân lên là một niềm vui giàu ý nghĩa văn hóa rất cần đạt tới. Các thành phố ngày thêm mở rộng, vì vậy việc tìm tên tuổi các danh nhân đặt cho khu phố, đường phố dễ bị trùng lặp. Xu thế đặt tên phố, tên đường cho những thành phố thông minh, thời công nghệ thông tin đang nghiêng về số hóa, lấy chữ số 1, 2, 3 và gắn mã QR. Chúng ta vẫn còn nguyên cả kho dự trữ tên rút ra từ các danh từ, tính từ chỉ về các sự kiện lịch sử hoặc là các mỹ từ tự hay cũng mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Như tên các địa danh, danh thắng nổi tiếng của đất nước có Hạ Long, Sơn Đòn, Trường Sa, Hoàng Sa, Trường Sơn, Đông Sơn, Ngọc Lũ, Sứ Bát Tràng, Gốm Chu Đậu, hay các danh từ mỹ tự, hạnh phúc, tương lai, vinh quang, tình yêu, hò hẹn, an bình, an lạc, công lý, sự thật, chân lý, dân chủ, tự do, phồn vinh, thịnh vượng, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Cùng với đường mang tên các loài cây, hoa khi hai bên đường trồng chính loài cây, hoa đó như đường Vàng Anh, Hoàng Yến, Lim, Xưa, Hoa Sữa, Bằng Lăng, Hoa Phượng. Con đường mở ra để nâng bước chân người đi và về. Tên tuổi các danh nhân gọi lên để nâng đỡ, khích lệ tinh thần văn hóa, tình cảm yêu nước. Yêu kính người có tài đức trong sử sách, giá trị văn hóa tâm linh, giá trị vật chất các con đường mang lại cho cuộc sống con người là không thể đo tính. Vì những yếu tố quan trọng vậy, việc đặt tên phố, trường học, nhà hát, công viên, khu vui chơi, cây cầu, hồ nước chẳng phải là việc làm mang ý nghĩa lớn, rất cần phải suy xét lắm sao.